Mình xin chào quý vị và các bạn nha. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức những bông hoa hồng màu đỏ. Đây là bông hoa hồng keng lốc. Quý vị và các bạn ngắm một dải hoa màu đỏ này đã không ạ? Dải hoa hồng màu đỏ bùng phát là to luôn. Đấy. Sướng chưa ạ? Chồng thưởng thức những cái bông hoa này. Công nhận là thích thật đấy. Bông hoa hồng keng lốc này, những bạn mà mới mà chưa biết về hoa thì chắc là chưa biết giống này thôi, chứ còn giống này thì khá là quen thuộc rồi thì mình cũng không nói nhiều nữa. Những cái giống này rất là quen thuộc, những người chơi yêu hoa hồng này thì không thể bỏ qua cái giống hoa hồng keng lốc này được. Trong vườn mình phải có một cây hoa hồng keng lốc để chơi, vì nhìn cái bông nó quá là đã luôn, rất là to, bông nó rất là to mà nó độ lập hoa nhanh, cái giống này nó khỏe nữa. Đấy. Cho cái chúng ta có thể là chơi hoa quanh năm được, khí hậu miền Nam miền Bắc là đều ok luôn. Đấy, thời tiết nóng thì bông nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng bông nó vẫn cho ra nhiều hoa và bông cũng tương đối to. Đối với khí hậu nóng thì bông tương đối to đấy, chứ còn không thể so sánh với khí hậu ngoài miền Bắc cái thời điểm mùa xuân được. Mùa xuân thì bông nó đặt vào cái bát con là nó không lọt luôn đấy, khá là to luôn. Đấy, cảm giác là đọ mặt làm mặt mình bé đi. Đấy, bông nó to mà khỏe. Thì cái giống hoa hồng này Mạnh Hùng rất là thích chơi cây một thân, vì là bông nó to, nó buông xuống rất là đẹp, nên là chơi một thân thì hợp lý hơn. Cái giống này mình trồng bụi thì cũng không được đẹp lắm. Đấy, nên là Mạnh Hùng thích lên một thân. Lên một thân thì nó buông xuống trông rất là bắt mắt. Nên là quý vị và bạn có thích cái giống hoa hồng này thì nên lựa chọn một thân nhé, nếu mình có không gian. Còn mình có thể vẫn chơi bụi bình thường, vì rất là nhiều bụi nó khá là đẹp, vì cái giống này nó khỏe nữa, nó khỏe, độ lập hoa nhanh. Còn mình có không gian thì mình nên chơi một thân, cái giống này thì nó sẽ hợp lý hơn. Trồng một thân, bông rất là to và mình nên làm cái khung. Cái giống này, cái loại này mình nên làm cái khung cho nó. Đấy, những cái cây này mình không để bán, để ship đi xa nên không làm khung. Còn những chúng ta mà đem về rồi mình làm cái khung khung tròn như cái ô ấy, mình kéo đều tán ra, tạo tán cho nó tròn đều thì nó sẽ đẹp. Thì quý vị bạn có thể xem cây bên vườn Hùng Thịnh đang bán, là xuất bán là 300.000 cây trong bầu vải. Quý vị bạn có thể xem đây. Đấy, cây trong bầu vải nhé. Bầu vải rất là chắc chắn, khi mình ship tầm 3-4 ngày đến tay của mình thì cây vẫn còn tươi. Đấy, cây vẫn còn tươi, nhưng mà có thể là lá nó sẽ có vàng vàng một chút, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhé. Chúng ta nhặt bớt đi, sau 7 đến 10 ngày chúng ta có thể thấy là nó bật những mầm mới. Còn những cây mà bên vườn Hồng Thịnh mà nó đang hoa thì Mạnh Hùng xin phép là cắt tỉa đi nhé. Xin phép cắt tỉa thì mình gửi đi xa nó sẽ đảm bảo và đỡ mất phí ship. Cái mầm nó khá là dài, mầm nó khá là dài và cao, và mình ship cả đi thì nó tính cồng kềnh chiều cao thì phí ship khá là nặng, nên là mình cắt tỉa đi. Thì nếu mà có để đi chăng nữa thì khi mình nhận thì những cái bông hoa nó cũng bị hỏng mất. Đấy, nó nở cũng không được đẹp nữa. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị bạn đã xem hết video. Xin hẹn gặp lại quý vị bạn ở những video sắp tới. Thì thời gian gần đây Mạnh Hùng cũng ra khá là ít video, nên là đợt này thì Mạnh Hùng sẽ chăm chỉ hơn để truyền tải cho quý vị bạn những cái hình ảnh và những cái thông tin hay về hoa hồng nhé. Rất mong quý vị bạn đón xem ở những video sắp tới. Xin chào quý vị bạn và hẹn gặp lại.